Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình là mình đây từ từ bá đạo đúng người nha. Thì anh em của game Poke là chính nha, là mình đây từ từ bá đạo đúng các bạn ạ. Ok, quay trở lại video của hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình vượt top bên server VIP không anh em nhá. Ngoài ra thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái mẹo vặt mà cái này chắc tôi chia sẻ anh em từ rất lâu rồi, nhưng mà dù sao hôm nay cũng đang rảnh các bạn. Hôm nay thì tôi cũng chưa có việc gì làm, chỉ đi vượt tổ đội lên server thôi, chứ trước khi mà vượt tổ đội lên server thì tôi lại rảnh. Đó thì tôi hướng dẫn anh em đi kiếm vàng các bạn ạ. Đấy, đập đá kiếm vàng anh em. Thì để làm sao đập đá để được nhiều vàng nhất nhá. Cái này ngày xưa tôi chỉ anh em rất nhiều rồi. Chỉ cần các bạn để hai đam chính thôi. Các bạn ý hệ yêu cầu này, hệ rồng và hệ băng nhá. Đó, ví dụ anh em có hai con bét mà hệ rồng hệ băng ngon thì các bạn mang theo, còn không thì các bạn mang những con nào có khả năng đam khủng nhất, sau đó anh em kẹp theo một con có speed thấp nhất team. Đây như kéo này có 320 này, 1k6 và 1k7. Rồi, thế là ổn rồi các bạn. Sau đó anh em vào chiến. Chiến thì làm sao? Để vào chiến được ngon á thì anh em phải để làm sao? Đây như này là chiến được rồi các bạn. Ngon luôn, vào phát một ngon luôn. Có nghĩa là cái đá này anh em này, ba con bát của anh em phải đến trước không mình đến cái cục đá này. Chứ nhiều khi là con chó của anh em nó sẽ làm sao, đừng để gây các bạn cứ để đúng như này thì các bạn hãy đánh. Thì như này thì hai bát của anh em sẽ đam được nhiều lượt hơn. Ngoài ra thì hôm nay tôi bị phát hiện cháu này nó đánh đi đánh cái này rất là ngon luôn các bạn. Nó đây đam to cực các bạn. Trời ơi. Anh em cứ từ tí tôi cho anh em xem. Đam phải nói là mát to luôn nhưng mà không đâu các bạn. Sáng này tôi hơi lười, tôi đánh nhập đầu, tôi không chăm chỉ. Đấy, nhưng lượt 200.000 thì khỏi bàn luôn anh em. Đây thì tôi xem vòng mới thì giờ beat nó vẫn chưa cao lắm nên là đánh thì nó cũng lượt nó cũng chỉ sương sương này thôi anh em. Tí khi nào một lượt cao rồi thì đánh chắc là nó sẽ nhiều lượt hơn. Đấy. Đây anh em chuẩn bị nhìn nhá. Rồi, anh em nhìn tí nhá, 20k đang được là 207k sát thương thôi anh em. Các bạn nhìn thấy không? 522k các bạn. Đây được hơn 300k điểm sát thương anh em. Căng đét này đẹp luôn ạ, không phải đùa đâu. Đánh đau thật sự các bạn, ngoài nó đam to ghê luôn á. Đấy là nó chưa đi kèm Victory đâu nhá. Đó. Đấy, giờ tôi từ từ, bây giờ tôi thoát ra tôi kẹp Victory cho anh em xem. Đó, cung tem như vậy, như vậy tôi đổi anh em. Đây. Đấy, đổi cháu Victory, vì sao lấy Victory anh em? Vì Victory cái lỗi tại của nó là khi tăng thêm 50% sát thương bạo kích anh em. Đó, kẹp theo Victory hơn là để cho cháu này nó ulti thì khỏi bàn luôn các bạn. Bao to luôn. Đấy như này anh em để như này là không đánh được này các bạn này. Cái này bạn phải thoát ra nhá. Đó, em mà đại sắp vẫn chưa đúng lượt thì bạn này thoát ra. Các bạn mà chiến lại làm sao cho đội hình của bạn này đi trước xong mới đến cái khiên đá kia thì mới là được. Đấy như này vẫn phải thoát ra. Bởi vì nếu các bạn đánh hết lượt đánh của bet của anh em sẽ rất là ít, còn nếu như thế kia thì lượt đánh của các bạn sẽ được tăng lên nhiều hơn. Thì khả năng nếu mà tốc anh em còn cao nữa thì khả năng các bạn có bet của bạn sẽ được ulti 2 lần trong một ván là chuyện bình thường anh em, 2 đến 3 lần là bình thường, lượng đam cho tôi to hơn rất là nhiều. Cú đấy nhà máy vẫn chưa được anh em. Cú thật sự các bạn. Đây. Vậy đi với dòng là đam được 300k thôi anh em. À, đi với Victory thì sẽ đạt được mấy trăm k anh em, thêm 50% nữa. Rồi, đấy. Giờ thì bắt đầu ấy, chọn né. Giờ thì bắt đầu anh em. Bắt đầu. một trăm ba mươi k các bạn, rồi 574k các bạn thấy không, là này nó gây được hơn 400k luôn các bạn, phê chưa, quấy đem to mát bá luôn anh em. Đó, đây là cách để anh em có thể bút vàng quá ngon này luôn. Đó, ngon này mình đây đam vẫn chưa rõ to nhất anh em, các bạn người đam to hơn nhỉ, bạn cũng chưa kiếm được nhiều, bạn nhỉ vẫn chưa làm thua lắm. Rồi ok, rồi có vàng rồi, tôi đi tăng gộp cho Victory đây anh em. Đây 14 nào, 91k trong hai thân mật pun chưa, vẫn chưa, nhưng em giờ mới được 245k các bạn. Ok, giờ tôi cài tổ đội đến server đã nhá, xong tôi quay anh em xem tiếp. Ok, hôm nay không có vẻ không may mắn cho lắm anh em. Hôm nay tôi chỉ được hai cái đĩa skin thôi anh em, với cả hai vé cao cấp chứ không được đá truyền nữa các bạn.
Ok, tôi đội lên server xong các bạn. Chúng ta đi mở quà rồi anh em. Có 32 dương, hôm nay tôi không mua thêm nhiều lượt các bạn, mua được ít thôi. Quay hôm nay không được một cái bánh mì nào luôn à? Đen thế nhờ. À ní hôm nay không được cái bánh mì nào luôn các bạn. Đây. Đâu phải bánh mì ngày nào cũng phát đâu anh em. Những ngày nó sẽ không phát bánh mì cho chúng ta anh em nhá. Phải được 24 túi vàng. Hãy đi skin xem có gì không. Ô được một cái lành nữa kìa, ngon. Thêm một quả lành, nếu mà lành level 1 thì cũng chưa ăn thua lắm ạ. Thật sự lành level 1, ăn level 2 này, tôi đồng cái level 2 này. Ha, gần đi. Mà thật sự lành level 1 thì chưa ăn thua lắm đâu các bạn. Tôi chào cho cháu này. Để một book tăng crit nè. Ừ, máy quá nhẹ mới luôn đi, đúng ý tôi luôn. Book tăng crit thì học cho Ray, cho rồng đi anh em. Ok, skin dư thì học cho cháu này. Đang nuôi dần sau các bạn. Đấy. Rồi, ra xem nào, bắt đầu xem đi kẻ map được chưa anh em. Tôi thì vẫn đang bị kẹt map các bạn ạ. Đây, đang kẹt map này các bạn. Dù rằng được chiến dư nhá, dư được chiến đấy nhưng mà bị kẹt các bạn ạ, không qua được. Dù đã cố thử một số cách và rất nhiều biện pháp rồi nhưng mà vẫn chưa có hiệu nghiệm cho lắm. Một pick, rồi. Nói chung giờ là lực chiến đang hơi bị thọt các bạn ạ. Lực chiến giờ xem tôi hiện giờ đang rất là thọt luôn. Mặc dù đây là ngày thứ 4 rồi nhưng mà quá thọt rồi anh em. Tôi đang nghĩ đến ý định tôi sẽ làm lại lần nữa anh em. Lần này tôi sẽ cố gắng kiếm ra Gudun và tôi sẽ trải nghiệm bằng Gudun ở server mới.
Trước mắt thì bây giờ tôi chưa đâu rồi, tôi quay trở lại anh em nên kinh nghiệm chơi game nó còn hơi yếu kém, nên chắc chắn là phải làm vài con nạc mới quen tay được các bạn ạ. Chứ con nạc này tôi thấy có vẻ hơi thọt đúng không? Anh em theo lý không? Hợp lý để ngày mai tôi đợi server mới ra tôi lại cày lại lần nữa. Anh em cho xin comment là không mấy bạn cứ bảo tôi bỏ ạc, bởi vì lâu lắm rồi không chơi anh em, giờ kinh nghiệm nó chưa có, cày ngày đầu ạc mà top như là chắc chắn là nông dân mà top thấp như là không chơi được rồi các bạn. Đó. Anh em cho xin ý kiến nha, nếu được thì mai tôi lại chuyển lại lần nữa anh em và tôi sẽ bắt con bé khác anh em. Đó. Ok, nói chung thì video ngày hôm nay thì hết rồi, anh em cũng không còn gì để chia sẻ với các bạn nữa. Đó, hôm nay thì có bố mẹo đập đá thôi anh em, ở đầu clip thì tắt tôi xin phép với anh em tại đây. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo và giúp anh em Roan sẽ lại kênh một like, nhưng mà đăng ký ủng hộ channel phát triển nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Giờ đi, bye bye, xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo. Bye bye.